Gốm Chu Đậu, một dòng gốm cổ cao cấp của Việt Nam. Sự phục hưng của gốm Chu Đậu đồng nghĩa với sự trở lại của những tinh hoa xưa. Bình Trường Phúc được nghệ nhân gốm Chu Đậu phục dựng trên chiếc bình gốm cổ Chu Đậu triều Trần và Lê Sơ của thế kỷ 14-15. Theo phong thủy xưa, chiếc bình này là biểu tượng cho sự may mắn và hạnh phúc trường tồn. Bởi vậy, nó có tên là Bình Trường Phúc. Họa tiết trang trí chủ đạo trên bình là hoa cúc đại đoá. Đối với người phương Đông, đây là loài hoa tượng trưng cho người chính nhân quân tử và những người thành đạt trong xã hội. Bao bọc lấy những bông hoa là họa tiết hoa dây, tượng trưng cho bóng dáng của người phụ nữ trên con đường thành đạt của người đàn ông. Họa tiết này không có điểm đầu, điểm cuối, là hàm ý về sự phương trượng, nối dài qua các thế hệ. Những hoa văn họa tiết này được vẽ hoàn toàn thủ công dưới men bởi những người nghệ nhân của Chu Đậu. Trên vai bình vẽ họa tiết lệnh bài sắc phong, thể hiện chức tước của người đàn ông trong xã hội. Phần cổ bình cũng được trang trí hoa dây, nối thêm sự mộc mạc của làng quê Việt Nam. Dưới chân bình là họa tiết cánh sen, thể hiện cho bản sắc văn hóa của người Việt. Chiếc bình sau khi được phủ men và trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ khác nhau, sẽ tiếp tục được người nghệ nhân vẽ lên một lớp vàng 24K dạng lòng. Đó là điểm gặp gỡ giữa tinh hoa xưa và nay. Bình Trường Phúc ngoài ra cũng được người nghệ nhân Chu Đậu phục dựng và sáng tạo ra nhiều mẫu mã khác nhau để phù hợp với mọi không gian. Nhưng dù ở dáng vẻ nào, chiếc bình vẫn giữ nguyên ý nghĩa phong thủy của nó. Bình Trường Phúc vừa mang nét đẹp của hoài cổ, vừa mang sự sang trọng và hiện đại. Một sản phẩm đặc trưng của gốm Chu Đậu, tinh hoa của văn hóa Việt Nam.